Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cách kho cá. Và cá kho của ngày hôm nay thì rất là sánh và thơm lắm. Và cá này thì mình sẽ kho với riềng xả nhé. Nếu mà mọi người cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách kho cá ngon thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có nửa ký cá hú. Mọi người có thể thay thế bằng cá ba sa cũng được nha. Và mỡ cá hú nè, hai cây sả, riềng và có ớt nữa nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ sơ chế riềng, sả và ớt, mình sẽ băm nhuyễn ra. Cá sau khi mà mình làm sạch rồi thì chúng ta đã rửa qua giấm và muối để loại bỏ hết tất cả những cái dơ và cái nhớt ở trên mình cá, loại bỏ mùi tanh luôn nhé. Và muốn kho cá ngon thì các anh chị phải bỏ hết tất cả những cái máu đông ở trong cái phần cá, thì như vậy mình kho cá nó mới ngon được. Riềng xả thì mình băm nhuyễn mình bỏ vô cá luôn nhé. Mọi người không có cá hú thì chúng ta cũng có thể thay thế bằng cá ba sa. Những cái loại cá da trơn mình kho kiểu này thì rất là hấp dẫn và béo lắm. Xả mình băm nhuyễn một ít và mình cắt khúc một ít nha. Ớt thì mình cũng sẽ băm nhuyễn ra. Mọi người ăn ớt nhiều hơn thì có thể tăng cái lượng ớt lên. Cái phần này thì chúng ta sẽ để lại và tí mình sẽ khử. Bây giờ thì mình sẽ ướp vô cá, đó là nửa muỗng cà phê muối. Thêm vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. 1/2 muỗng canh đường. Mình sử dụng đường vàng để cá lên màu đẹp ha. Và 2 muỗng canh nước mắm. Muốn kho cá ngon thì các anh chị và các bạn phải sử dụng được cái nước mắm ngon và độ đạm cao, thì khi mà mình kho thì nó sẽ đậm đà và nó lên màu rất là hấp dẫn, mùi thơm tuyệt vời luôn đó. Với cái cách kho cá này thì các anh chị và các bạn sẽ cho ra được thành phẩm là cá quẹo nè, lên màu đẹp và cá rất là cứng và thơm luôn. Đảo đều lên và mình sẽ để ở đó nhé. Khi mà mình ướp cá thì chúng ta sẽ cho cái mỡ cá hú này nè ở trong bụng á, thì mình sẽ lấy ra rồi mình sẽ bỏ vô và mình khử như thế này nè, thì mình sẽ được cái hỗn hợp dầu mỡ như thế này nè, kho cá rất là béo luôn á. Rồi sau khi mà nó đã rút hết mỡ ở trong cái mỡ này ra rồi thì chúng ta sẽ vớt cái tóp mỡ bỏ vô cái nồi cá ướp luôn, và cái mỡ này hơi nhiều thì chúng ta sẽ bỏ ra ngoài một ít. Và mình chừa lại một ít ở trong nồi nha. Và mọi người đừng có bỏ cái dầu này, tại vì cái dầu này sau khi mà mình mai mốt mình kho cá khác mình cho vô thì rất là béo và thơm luôn. Đó, mình để lại cỡ tầm một giá thôi nhé. Sau khi mà vớt ra rồi thì chúng ta sẽ cho đường vô. Mình sẽ cho vô đây cỡ tầm một muỗng canh đường để mình tạo màu đường đó. Giảm lửa nhỏ xuống nha, tại lúc này cái nồi đất nó đang rất là nóng luôn đó. Đảo đều tay. Mọi người tắt bếp luôn cho nó an toàn. Và khi mà nó lên màu đẹp như thế này rồi thì chúng ta sẽ cho hết cái phần xả băm và xả cắt khúc vừa nãy mình chừa lại đó, mình khử cho nó thơm lên. Mọi người đừng có cho cái lửa lớn quá, tại vì lửa lớn khi mà mình tạo caramel á thì nó sẽ bị đắng và cái màu nó không có được đẹp. Và sau khi mà xả đã thơm rồi thì chúng ta sẽ cho cá vào để mình ướp vô. Cái nồi đất lúc này thì nó đang rất là nóng luôn, mọi người thấy khói bốc lên không? Tại vì cái bếp của mình nó giữ nhiệt rất là tốt luôn, nên là mình phải tắt bếp. Mình tắt bếp rồi mà nó còn rất là nóng luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ chở đều cho cái phần cá này nè, áo màu á, hai cái mặt cá cho lên màu đẹp nha. Sau khi áo đủ hai mặt rồi thì chúng ta sẽ bật bếp lên, đậy nắp lại và mình sẽ kho ở đây cho nó sắc lại và cho nó dạng như là nó rút hết cái gia vị vô á, và cá của mình nó xanh lại thì chúng ta sẽ cho vô đây cỡ tầm 100ml nước. Và khi mà cho nước vô rồi thì mình sẽ giảm lửa nhỏ xuống và mình sẽ kho từ từ ở đây nha. Kho riu riu tầm 15 phút. 15 phút sau thì chúng ta sẽ mở ra và mọi người nêm nếm lại coi đã vừa ăn chưa. Nếu mà chưa vừa ăn thì chúng ta cũng có thể nêm nếm và gia giảm thêm nha. Mình thì cảm thấy rằng nó cũng tương đối vừa ăn rồi đó.
mọi người dỡ nắp ra và mình xối đều lên trên như thế này. Và cứ như vậy mình kho cho tới khi nào mà cái cá của mình nó săn chắc lại và nó sánh nước như thế này là ngon rồi đó. Mình cho thêm một ít ớt nữa để cho đẹp nè. Lên màu quá đẹp phải không ạ? Khi mà đạt được cái độ sánh như mình muốn rồi thì các anh chị sẽ cho tiêu vô. Vậy là mình đã hoàn thành xong món cá kho ngày hôm nay rồi đó. Với cái cách kho này thì mình ăn cực kỳ hao cơm luôn. Màu sắc lên tuyệt đẹp. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm cá kho riềng xả. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like và một đăng ký ủng hộ tinh thần cần lúc của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bà nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? Rồi, kênh bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.